ứng thiên người giảng lão pháp sư tịnh không tập 33 các vị đồng học xin chào mọi người Hôm qua giảng đến Câu thứ 23 côn trùng thảo mộc do bất khả thương côn trùng là động vật thảo mộc là thực vật hôm qua chúng ta giảng đến những côn trùng nhỏ này là những loại như mũi kiến thánh nhân thế xuất thế gian bảo chúng ta dưỡng tâm từ bi không chỉ là động vật nhỏ phải yêu quý chúng mà thảo mộc thực vật cũng phải từ bi yêu quý chúng cái tâm từ bi này mới là thật nhưng mà người yêu quý động vật có nhưng người mà có thể ngay cả thực vật cũng không làm tổn thương Thì tương đối ít Ở trong chú giải Trích dẫn Lời trong kinh viên giác Nói rõ Tình và vô tình Là một thể cùng chung mạng sống lời nói này rất khó hiểu nhưng mà ở trong kinh đại thừa phật nói rất nhiều chúng ta hãy tư duy thế hội thật kỹ đây là chân tướng sự thật phật nói tổng nguyên tắc cho chúng ta là hư không pháp giới tất cả chúng sanh cái tất cả chúng sanh này là cách nói theo nghĩa rộng tất cả sự vật hiện tượng do nhiều duyên hòa hợp mà sanh đều là duy tâm sở hiện duy thức sở biến đều là từ tâm tưởng sanh từ đó cho thấy nó thật sự là một thể cùng chung một mạng sống. Cũng là trong đại kinh thường nói, mười phương ba đời chư Phật cùng chung một pháp thân. Chính là cùng một thể sinh mạng. Thực vật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Trên kinh Lăng Nghiêm nói hay hơn nữa, Như Lai thường thuyết chư pháp sở sanh duy tâm sở hiện nhất thiết nhân quả thế giới vi trần nhân tâm thành thể mấy câu nói này có thể dùng nó để giải thích tám chữ trong kinh hoa nghiêm duy tâm sở hiện duy thức sở biến cho nên hai bộ kinh này hợp chung lại để tham khảo thì ý nghĩa vô cùng rõ ràng trong lăng nghiêm còn nói vi tế hơn kỳ trung nải chí thảo dịp lũ kết cực kỳ căn nguyên hàm hữu thể tánh thảo dịp là thực vật Lũ kết là sự tướng Chúng ta cầm một sợi dây thừng Cầm một sợi dây thắt thành cái nút Đây là sự tướng Đều có căn nguyên của nó Đều có thể tánh của nó Thể tánh là gì? Pháp tánh Căn nguyên là gì? tự tánh cho nên trước đây tôi đã từng nói qua khẳng định hư không pháp giới tất cả chúng sanh là chính mình đây chính là phật tri phật kiến người nhập phật tri kiến chính là cái mà đại sư Thiên Thai gọi là quả vị Phật phần chứng. Cái mà trong kinh Hoa Nghiêm gọi là 41 quả vị pháp thân đại sĩ kiến giải của họ. Chính là kiểu như vậy. Đây gọi là nhập Phật tri kiến. Nếu như chúng ta thực sự khẳng định rồi Bạn chính là người thượng thượng căn Pháp thượng thượng thừa Chúng ta từ địa vị phàm phu Bóng dược đến Địa vị như lai Bỗng dược đến Địa vị Pháp Thân Đại Sĩ Cái sự việc này có thể làm được hay không? Vấn đề là Ở trong một niệm này Chúng ta có thể chuyển lại được hay không? Kinh giáo Đại Thừa Quân tập lâu rồi Cái ánh sáng này Là giống như Cái tia chớp vậy Tạm thời phóng ra Thiện căn mỗi người không như nhau Người thiện căn sâu vậy Tần số phóng ánh sáng gia tăng số lần tăng lên nhiều. Đáng tiếc không duy trì được. Một niệm giác ngộ, như gật đầu công nhận thì điểm thứ hai lại quên mất rồi. Đây là nguyên nhân gì? Tập khí phiền não quá nặng. Chớp mắt họ đã mê rồi nếu như có thể duy trì được cái nguồn ánh sáng này bạn liền chứng quả bạn liền nhập địa vị phật địa vị phần chứng phật sự hành trì của bạn là không có gì khác như chư phật bồ tát bạn một lòng từ bi đối với tất cả động vật nhỏ thực vật cùng đối với chư phật như lai và đối với cha mẹ của mình nhất định không có khác nhau yêu thương mũi kiến yêu thương hoa cỏ cũng giống như chăm sóc cha mẹ phụng sự chư phật vậy bạn chính là pháp thân đại sĩ nếu như bạn còn có tâm phân biệt bạn là phạm phu chúng ta đời này được thân người nghe phật pháp cái duyên này là thù thắng không gì sánh bằng chúng ta thử xem quá khứ trong hai ngàn năm này Ở Trung Quốc Các bậc tổ sư Đại Đức Thiện nam tử, thiện nữ nhân tại gia Người tu hành chứng quả Không ít Họ cũng là phàm phu Tại vì sao có thể chứng quả thánh chính là nghe pháp liên tục tu hành không gián đoạn cho nên mới có thể thành tựu chúng ta tại vì sao không thể thành tựu vậy chúng ta hai phương diện này nghe pháp và tu hành thường xuyên gián đoạn gián đoạn thì sức mạnh liền yếu đi rồi Nếu như lại cộng thêm tập khí phiền não ở bên trong Bên ngoài Có ngũ dục lục trần cám dỗ Công phu về hai phương diện hành giải của chúng ta Gần như bằng không rồi không những không thể tiến bộ ngày ngày đang thụt lùi. Lùi mãi sẽ đến địa ngục A Tỳ. Cái hiện tượng này cũng ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta cũng thấy rất nhiều rất nhiều rồi. Singapore cái nơi này Được xem là tuyệt vời Mỗi ngày có 2 giờ giảng kinh Trên thực tế giảng có đủ hay không Chắc chắn là không đủ Hai giờ nghe giảng kinh Vẫn còn hai mươi hai giờ khởi vọng tưởng Cho nên Phật Pháp Vẫn không thể thắng nổi thế Pháp Tâm thanh tịnh Không thắng nổi ý nhiễm ô Nguyên nhân không thể thành tựu của chúng ta là ở chỗ này Nhưng mà các đồng học chúng ta Các bạn mỗi ngày ở trên kinh giáo hạ công phu Chỉ ít phải 8 giờ đồng hồ Mới có thể đem giải môn của chúng ta Bảo toàn được, củng cố được 8 giờ nghiên cứu Kinh giáo 8 giờ niệm Phật chân thật có thể thật thà cần mẫn làm được như vậy thì ba năm 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 chúng ta cũng không thua gì đại đức xưa sự việc này phải dựa vào chính mình không nên dựa vào người khác đốc thúc hiện tại cái thời đại này đốc thúc là không thể rồi dạy học đốc thúc là cái thời đại đó trước đây làm được hiện nay là dân chủ tự do mở cửa bất kỳ người nào cũng không có quyền đốc thúc bạn mà cũng không dám đốc thúc bạn rồi ở nước mỹ người làm cha mẹ đều không dám trách mắng răng dạy con cái ngay cả trẻ con trẻ nhỏ năm 6 tuổi nếu như cha mẹ đánh nó, mắng nó Thì hàng xóm sẽ đến báo với cảnh sát Nói cái nhà đó người làm cha mẹ ngược đãi trẻ con Họ còn xứ tội đi tù Bạn nói xem có gây go hay không Người làm cha mẹ không dám quản con cái Thì thầy làm sao dám quản học trò chứ Hiện nay là xã hội gì Cha mẹ với con cái là bạn bè Thầy cô với học trò cũng là bạn bè Thật sự mà làm được tiêu chuẩn của bạn bè Thì đó cũng sẽ là khá lắm rồi Nói lời chân thật Bạn bè cũng còn chưa làm được Ngày nay là cái xã hội như vậy rồi Cho nên tu hành Có thể thành tựu hay không Hoàn toàn dựa vào chính mình Chúng tôi khích lệ mọi người Khuyên mọi người Chỉ có ở chỗ giảng kinh thuyết Pháp Nói qua một chút mà thôi Bạn nghe rồi Chỉ là một chút tăng thượng duyên như vậy Với bạn Bạn nghe xong quan hỷ Hiểu rõ rồi bạn theo lời này mà làm bạn nghe xong không hài lòng thì buổi giảng sau bạn có thể không đến cho nên hiểu rõ tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thật sự có thể thành tựu hay không hoàn toàn phải dựa vào sự giác ngộ của mình thấy phải dựa vào công phu tự mình khắc phục chính mình tôi thường nói cái duyên ở nơi này vô cùng thù thắng có thể ở nơi này tu học là sự thành tựu của thiện căn phước đức nhân duyên từ vô lượng kiếp ở nơi này có hộ pháp nhiệt tâm hộ trì đời sống sinh hoạt một chút cũng không phải lo lắng có thể đem toàn bộ tinh thần toàn tâm toàn lực mà lo cho đạo mong cầu hành giải tương ưng có thể nắm lấy cái cơ hội này ra sức nỗ lực thì năm ba năm nhất định sẽ có thành tựu bất khả tư nghị chúng ta phải nghĩ đến thế gian có biết bao nhiêu người muốn cầu loại cơ duyên này mà cầu không được khi tôi còn trẻ học tập ở đài trung cảm thấy cái cơ duyên đó là tương đối tốt rồi so với các bạn cùng lắm chỉ được một phần bảy thế nào là một phần bảy vậy chúng tôi mỗi tuần cùng với thầy và đồng học lên lớp nghiên cứu thảo luận một lần các bạn hiện nay mỗi tuần bảy lần tôi chỉ bằng một phần bảy của các bạn thôi các bạn nhiều hơn tôi 6 lần Thành tựu của các bạn cũng phải cao hơn tôi 6 lần mới đúng Không thể vượt qua Đó là do các bạn không dụng công Các bạn đem cơ hội dứt bỏ mất rồi Tôi ở Đại Trung Đã học 10 năm Các bạn ngày nay cái cơ hội này ở trong loại duyên phận này Học một năm bằng tôi học bảy năm Học hai năm thì hơn tôi quá nhiều rồi Chúng tôi vào thời đó đồng học Đều là cư sĩ tại gia Đều là có gia đình Có sự nghiệp Mỗi người phải bận biểu chăm lo cho gia đình Phải bận biểu công việc một tuần trích ra ba giờ cùng nghe giáo học tập với thầy một tuần lên lớp một lần chúng tôi học giảng kinh cũng là một tuần lên lớp một lần một buổi học này chỉ có ba giờ muốn ngày ngày lên lớp thì đâu có cái số mạng tốt như vậy từ đó cho thấy cái cơ hội này hiếm có hiếm có mà chúng ta có được rồi quả đúng như phật ở trên kinh thường nói thân người khó được nay đã được phật pháp khó nghe nay đã nghe không những là nay đã được nghe Mà còn ngày ngày đều có thể nghe Một cái đạo tràng nhỏ như vậy Mà hết thấy kinh điển Đều có đầy đủ không thiếu một loại nào cái thiếu chính là sự nhận biết của chúng ta đối với cơ duyên chỉ sợ khi có được cơ duyên tốt như vậy thì bạn lại không nhận ra bạn không thể nắm bắt lấy được bạn không thể tận dụng cho tốt đây là sự việc hết sức đáng tiếc tôi đã từng khuyên thầy ngộ đạo thầy ngộ hạnh và các thầy ngộ khác ở malaysia họ hiện nay đang đi giảng kinh thuyết pháp trên khắp thế giới đó là sự hy sinh to lớn đây là tu được một chút phước ở trên giải hành thì đó là sự hy sinh to lớn Tôi cũng thường khuyến khích các thầy ấy Phải chăm chỉ nỗ lực Nếu không mà nói Đồng học các vị ở nơi đây Thì tinh tấn tu hành Còn các thầy ấy nhất định sẽ rơi lại phía sau các vị Thậm chí là khoảng cách còn rất lớn Các vị ở nơi đây ngày ngày miệt mài cặm cụi Các thầy ấy thì đi bôn ba tứ xứ Như vậy thì sự tiến bộ của giải hành sẽ rất chậm Các chị ở nơi đây thì sự tiến bộ của giải hành sẽ nhanh Phật Pháp Thế Pháp đều phải nhìn cho xa Nhìn quá gần Sẽ không có thành tựu phải nhìn thật xa Nhìn thật sâu Thành tựu đích thực Phước Huệ song tu Trong phước có quệ Trong quệ có phước Phước quệ là một không phải hai Họ mấy vị Pháp Sư Đi hoàng Pháp lợi sanh trên toàn thế giới Phước quệ là hai không phải là một Họ không thể hợp chung lại được rồi Có thể nói là phước nhiều hơn huệ phước báo. Không thể thoát khỏi lục đạo. Trong lục đạo thì đi hướng phước ở đường nào thì khó nói rồi. Phải xem công phu của bạn. Ngũ giới thập thiện có thể đạt 90 điểm. Phước mà bạn tu ở nhân thiên ngũ giới thập thiện không đạt đến cái tiêu chuẩn này bạn ở đâu để hưởng phước thì rất khó nói rồi lời phật nói ở trên kinh từng câu đều là chân thật không có một chữ nào là lừa dối chúng sanh Chúng ta phải có thể nghĩ cho đến được Phước quệ song tu Ở trong phước không có tư tâm Ở trong phước duy trì thanh tịnh bình đẳng giác Ở trong cái phước đó sẽ có quệ Có thể giải quyết vấn đề ở trong phước mà có tư tâm Có sự hưởng thụ Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần Không có buông xả triệt để Thì không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Ở trong đây nêu ra hai công án Các vị hãy xem thật kỹ Đáng để chúng ta phản tỉnh Phía trước đã nêu ra Một câu chuyện khi Phật thuyết Pháp Có một con sò nhỏ Nó ở bên cạnh cũng đang nghe Phật giảng kinh Tình cờ bị người ta vô ý dẫm đạp chết con sò nhỏ ở dưới đất Bởi vì duyên cớ nó nghe kinh Cho nên sau khi mạng chung Nó được sanh về Trời đau lợi Làm vua trời đau lợi Vì sao dùng thân phận vua trời đau lợi Lại đến nghe Phật giảng kinh thuyết pháp Chứng quả tu đà hoạt câu chuyện này nói cho chúng ta biết động vật nhỏ có tánh linh sao có thể làm tổn thương nó được chứ một câu chuyện khác nữa kể là có một người xuất gia nọ đạo nhãn chưa khai tiếp nhận cha con một vị thí chủ thường hay cúng dường ông Vị thí chủ này là người ăn chay trường. Sau khi người xuất gia chết rồi thì phải trả nợ. Liền hiện thân nắm rơm trong vườn rau của nhà người thí chủ đó. Cây nắm rơm này chính là vị xuất gia. Mỗi ngày cây nắm rơm này cúng dường cho cha con họ để chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ thực vật có tánh linh. Cha con người này mỗi ngày ra giường rau để hái nấm rơm Không hề nghĩ đến là do trước đây mình cúng giường vị xuất gia đó Ngày ngày đi hái nấm rơm Vị xuất gia thì ngày ngày trả nợ Ở trong Phật Pháp thường nói Một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng mà trả Đó là nói biến thành súc sanh Còn đây nói là biến thành thực vật Phải trả nợ Cho nên trong Pháp Thế Xuất Thế gian Chúng ta rõ ràng Rất minh bạch Quyết định không có chuyện chiếm phần hơn Ai có thể chiếm của ai được chứ Cũng nhất định không có chuyện chịu thiệt thòi ai chịu thiệt ai bị lừa không có nhân quả thông ba đời đời này người ta chiếm phần hơn của chúng ta chúng ta đã chịu thiệt rồi không ngờ rằng đời sau vẫn là người đó phải trả nợ phải báo đền phải hiểu được cái đạo lý này đương nhiên chúng ta cũng không cần người ta đến trả nợ những thứ này là quan quan tương báo Trả tới trả lui không bao giờ dứt Không phải là việc thích thú gì Khai ngộ mới quan trọng Chứng quả mới quan trọng Giảng sanh mới quan trọng Đây mới là cứu cánh liễu thoát Sau đó quay trở lại giúp đỡ những chúng sanh có duyên này Phật Pháp nói rất hay Phật không độ người không có duyên Những người nào có duyên với chúng ta vậy hoàn thân trái chủ đời đời kiếp kiếp Quá khứ có duyên Kết mà có ân là duyên phận Kết mà có oán cũng là duyên phận Cái chúng ta thiếu người khác là duyên phận Cái người khác thiếu chúng ta cũng là duyên phận cái gọi là duyên phận báo ân báo oán đòi nợ trả nợ vẫn là cái dòng như vậy chúng ta kết duyên rất nhiều phải nhanh chóng thành tựu để quay trở lại giúp đỡ những oan thân trái chủ này hết thảy đều được độ cho nên Bản thân nhất định phải chú trọng giải hành Xem trọng như nhau Đỉnh huệ học như nhau Nhất là vào cái tình trạng xã hội hiện nay Không cần mấn Nỗ lực Chắc chắn đọa lạc Hơn nữa đọa lạc tốc độ rất nhanh Từng giây từng phút Đề cao tính cảnh giác Buông quyển kinh xuống Thì Phật hiệu liền đề khởi lên Liền niệm Phật Buông Phật hiệu xuống Liền mở quyển kinh ra Mỗi ngày Chúng ta có thể nghiên cứu giáo lý 8 giờ Niệm Phật 8 giờ Thì vọng tưởng của chúng ta tự nhiên liền ít thôi Không có thời gian để khởi vọng tưởng Hy vọng các đồng học chúng ta Cần mẫn nỗ lực Không nên phụ lòng Cái cơ duyên hy hữu khó gặp này Thương xót con côi Cứu giúp quả phụ Kính già thương trẻ Côn trùng thảo mộc Cho nên thương tổn Ý của bốn câu này Nói là hành nhân Tiếp theo phía dưới Hãy nên xót thương kẻ ác Vui gì điều thiện của họ Đây là câu thứ 24 Phía sau là giúp người trong cơn nguy cấp Đây đều là hành nghĩa Nhân và nghĩa Đều là sự ứng dụng của trung hiếu Phần trước đã báo cáo qua với các vị Hiếu Chính là Cái mà nhà Phật Gọi là tự tánh Thể tánh Trung Là đại dụng của tự tánh Nhà Phật nói Trung đạo Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Đời sống của các ngài Đối nhân xử thế Tiếp vật Làm đủ dạng thị hiện Đủ dạng giáo hóa Đều là hành trung Trung là sự ứng dụng của hiếu nhân nghĩa là sự ứng dụng của trung đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta học phật học từ đâu tự mình đã rõ ràng đã minh bạch rồi người nếu như không hiểu những đại đạo lý này đó chính là người xưa nói là có khác gì so với cầm thú đâu cầm thú là động vật người cũng là động vật chỗ không như nhau chỗ khác biệt giữa người và cầm thú là người có thể thể hội được đại đạo của vũ trụ nhân sanh hiểu được thực tướng của các pháp đây mới gọi là làm người những đạo lý lớn này chắc chắn không phải vừa sanh ra đã biết trong lịch sử xưa nay trong và ngoài nước người mới sanh ra mà đã biết rồi thì chưa từng thấy qua đều là do học mới biết việc học thiên bẩm của mỗi người không như nhau nhà phật thường nói ba căn là thượng trung hạ người thượng căn thì năng lực tiếp nhận mạnh gọi là nghe một biết mười một nghe ngàn ngộ người trung căng thì kém một chút người hạ căng lại kém hơn một chút nữa căng tánh không giống nhau được hình thành như thế nào vậy người thế gian thật sự là người mê con người nói đây là do di truyền nếu như nói di truyền sao có cha mẹ rất thông minh mà con cái thì kém thông minh điều này về di truyền lại nói không thông rồi có một số cha mẹ hoàn toàn không thông minh rất tầm thường mà con cái lại rất thông minh có thể thấy cách nói là di truyền này cũng rất khó thành lập phật nói rất hay từ vô lượng kiếp đến nay tập tánh của mỗi người không giống nhau cách nói này chúng ta nghe xong có thể tiếp nhận được con người chắc chắn không phải chỉ có một đời này nếu như cho rằng con người chỉ có một đời này đời sau không còn nữa đây là đoạn kiến. Con người nói người chết rồi đời sau vẫn là người, Phật nói đây là thường kiến. Hai loại kiến giải này đều là sai lầm. Cho nên Ấn Độ thời xưa họ có rất nhiều nhà tôn giáo nhà tôn giáo cổ đại ấn độ không có người nào không tu thiền định chúng ta biết thiền định có thể đột phá duy thứ không gian thời gian hay nói cách khác họ có thể nhìn thấy không gian bốn chiều Không gian năm chiều Thậm chí là không gian duy thứ cao hơn nữa Cái phạm vi sinh hoạt đó là rất lớn Quá lớn rồi Họ nhìn thấy trời dục giới Trời sắc giới Nhìn thấy tình trạng chân thật của lục đạo Cho nên lục đạo luân hồi Không phải do Phật giáo nói Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn chưa xuất hiện Tất cả tôn giáo Ấn Độ Đều đã nhìn thấy rồi Đều chứng thực cái sự việc này rồi Tôi đã sống ở mỹ rất nhiều năm nước mỹ rất nhiều người cũng chứng minh cái sự việc này là thật họ không phải dùng thiền định họ dùng phương pháp thôi miên thôi miên nó thật ra cũng là thuộc vào một loại của thiền định có điều không có sâu như thiền định mà thôi phải tập trung ý chí ý chí không tập trung thì không thể vào trạng thái thôi miên được bạn một mình nghĩ ngợi lung tung thì vị thầy thôi miên đó đối với bạn hoàn toàn vô phương làm thế nào mới có thể nhập vào trạng thái thôi miên vậy nghe theo sự điều khiển của họ nghe lời họ họ bảo ta làm như thế nào phải phục tùng một trăm phần trăm thì rất dễ dàng vào trạng thái thôi miên vào trạng thái thôi miên họ liền biết đời quá khứ của họ quá khứ một đời quá khứ hai đời người thật sâu có thể đạt đến ba đời bốn đời nhưng mà thông thương nhất là trong đời quá khứ một đời đây là rất phổ biến có thể đạt đến ba đời bốn đời thì tương đối ít rồi nếu chúng ta dùng lời thí dụ của thiền định để nói thì cần định công từng thứ sâu hơn nữa cho nên cái sự việc này không phải là giả người chết rồi hoàn toàn không phải tất cả đều hết người chết rồi mà tất cả đều hết thì chúng ta cần phải học phật làm gì chứ không cần thiết người chết rồi sự việc phía sau rất là nhiều vô cùng vô tận cái chân tướng sự thật này chúng ta cần phải hiểu rõ chúng ta biết con đời trước biết con đời sau người thông minh có tiền hậu nhãn đây là điều mà người xưa nói thế nào gọi là tiền hậu nhãn vậy thấy đời trước thấy đời sau cái nhãn quan đó là nhìn thấy được rất xa Có thể nhìn thấy quá khứ dị lai Thì người này sẽ không tạo nghiệp nữa Vì sao vậy? Họ biết tạo nghiệp có quả báo Thiện có thiện quả Ác có ác báo Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Không chỉ là thập pháp giới Chính là nhất chân pháp giới trên quả địa chư phật như lai hoa tạng trong hoa nghiêm thế giới cực lạc trong tịnh độ cũng không thể lìa khỏi nguyên tắc nhân quả điều này mọi người đều biết hoa nghiêm nói đến ngũ châu nhân quả pháp hoa nói đến nhất thừa nhân quả pháp thế xuất thế không thể tách rời nhân quả đây là chân lý nhân quả nói đến chỗ rốt ráo Thì xưa nay các tổ sư Đại Đức Đã làm tổng kết cho chúng ta rồi Lý Không ra khỏi tâm tánh Sự Không ra khỏi nhân quả Hai câu nói này Đã đem việc dạy học 49 năm của Thích Ca Mâu Ni Phật Đã nói ra hết rồi Phật như vậy Nho gia, đạo gia Sao lại không phải không như vậy chứ Không những ở trên lý luận Là hoàn toàn tương đồng Mà ở trên thế pháp Cũng là giống nhiều khác ít Đều không thể xa rời chữ trung này Thế nào là trung? Chúng tôi gần đây cũng đã giảng không ít lần Bởi vì giảng trong cảm ứng thiên Nói đến trung hiếu Cái chữ này chính là trong tâm bồ đề gọi là thâm tâm cái chữ hiếu này là trực tâm của tâm bồ đề cũng là tâm chí thành mà thế tôn nói ở trong quán kinh thành đã đến cực điểm đây là trung hiếu có một mảy may thiên lệch là... thì liền bất trung bất trung bất hiếu ai có thể đem trung hiếu làm được viên mãn nhất vậy là quả địa như lai đó là nói đến cứu cánh viên mãn trung hiếu viên mãn thì nhân nghĩa đương nhiên viên mãn cũng chính là nói ứng dụng vào trong đời sống của họ, vào trong công việc của họ, vào trong đối nhân xử thế tiếp vật đều làm được vô cùng viên mãn. <laughs> Bồ Tát đẳng giác thì còn lệch một độ, nếu như chúng ta nói 360 độ thì Bồ Tát đẳng giác là còn lệch một độ. Vô cùng kề cận rồi Bồ Tát Pháp Vân Địa Thì còn lệch hai độ Nếu như chúng ta dùng lời này để nói Thì Bồ Tát quả dị sơ tính Còn lệch bao nhiêu độ vậy? 52 độ 52 độ xem như là khá rồi Phàm phu chúng ta thì Là xa đến 180 độ Từ đó cho thấy chúng ta học Phật là học những gì vậy? Trung hiếu nhân nghĩa mà thôi Hôm nay chúng ta học phần văn này câu thứ 24 Hãy nên xóa thương kẻ ác vui vì điều thiện của họ Hai câu nói này Phía sau là giúp người trong cơn nguy cấp hung thiện cấp nguy chúng tôi hôm nay nhìn thấy những chữ này cảm xúc rất là sâu sắc hung tay nguy cấp hiện nay đã quá nhiều quá nghiêm trọng rồi gần như là phủ khắp toàn cầu đây là nhân tố gì tạo nên vậy nếu dựa vào cái mà người xưa đã nói thì gọi là thất giáo vào thời xưa câu nói này là vô cùng nghiêm trọng thất giáo là gì là họ không có được giáo dục người xưa bất kỳ người nào nghe thấy câu nói này đều cảm thấy vô cùng nhục nhã không được giáo dục là bạn không biết cái đạo làm người nhưng mà hiện nay nói ra hai câu nói này người ta không hiểu nghe không hiểu không biết ý nghĩa là gì chữ giáo này ngày nay vẻ bề ngoài mọi người nhìn thấy dường như giáo dục rất phát triển nhưng mà giáo dục mà nhà phật đã nói so với giáo dục của xã hội chúng ta hiện nay thì khác nhau rất xa xã hội hiện nay là giáo dục gì giáo dục khoa học kỹ thuật giáo dục khoa học kỹ thuật chúng ta hiện nay thử nghĩ giáo dục đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên mọi người hằng ngày làm trái quy luật tự nhiên rồi cho nên một số nhà tiên tri nước ngoài Tôi đọc sách của họ Nói trái đất muốn làm một cuộc tổng trả thù đối với nhân loại Bạn làm tổn hại nó, nó phải báo thù bạn Lời nói này nghe ra giống như là lời nói đùa vậy Trên thực tế, hiện nay những thiên tai nhân họa này Há chẳng phải trái đất đưa ra phản kháng, đưa ra kháng nghị với nhân loại hay sao? Con người vẫn là mơ mịt không hiểu, cho rằng đây là tai họa tự nhiên, không liên quan gì cho hành vi của chúng ta. Đây chính là họ không có được sự giáo dục. Nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền không chỉ là nhà Phật. Không chỉ là nền giáo dục truyền thống nho gia đạo gia. Bách gia chư tử thời tiên tần Không cái nào không giảng đạo làm người Tông chỉ của giáo dục Cái thứ nhất Là dạy người hiểu rõ Mối quan hệ của người với người Giáo dục nhân luân Người Trung Quốc nó là giáo dục luân lý cho nên cái dân tộc này của họ giữ vững mấy ngàn năm đến hôm nay vẫn không có bị đào thải vẫn không có bị diệt vong nhân tố là gì giáo dục luân lý tông chỉ thứ hai của giáo dục là dạy người hiểu rõ mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên biết yêu thương vật giáo dục luân lý dạy bạn yêu thương người đây là dạy bạn có thể yêu thương vật yêu thương môi trường cư trú môi trường sống môi trường vật chất của chúng ta đây là sự thật các vị nếu như hơi lưu ý một chút thì dù nói trồng hoa rất nhiều người ưa thích hoa cỏ bạn có tâm thương yêu đối với loài hoa cỏ này thì nó sinh trưởng đặc biệt tốt nó báo đáp bạn Bạn không có tâm thương yêu đối với nó Cây hoa đó hoa cũng sẽ nở không đẹp Cũng sinh trưởng không tốt Cùng là một cây Cùng là một chậu hoa Tôi đã thấy được rất rõ ràng Trước đây hàng quán trưởng ưa thích hoa Khi bà chăm sóc thì cây hoa đó nở rất đẹp khi bà ra nước ngoài đi du lịch đem giao lại cho người khác khi trở về thì gần như hốc hác sắp chết vậy bà phải mất một vài tuần mới có thể khiến nó hồi phục lại thảo mộc thông nhân tình cho nên người thế gian lại nói hoa có thần hoa cỏ có, có thần cỏ Hoa của cây xương rồng của bà ở phía đối diện Mỗi đó hoa đều có thần hoa Các bạn mắt thường không nhìn thấy Bạn đối với nó tốt, nó báo đáp bạn Bạn đối với nó không tốt, nó liền khô chết Bạn quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ hiểu rõ giáo dục sâu hơn một cấp nữa là khiến bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần đây chính là siêu dược thời không và duy thứ có như vậy mọi người sống với nhau mới có thể hòa thuận mới có thể hòa hợp Mục đích của giáo dục ở đâu vậy? Chẳng qua là dạy người có thể chung sống hòa hợp, hòa thuận với người, với vật, với trời đất, quỷ thần. Tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Như vậy mới có thể sống đời sống hạnh phúc mỹ mãn. đời sống hạnh phúc mỹ mãn chính là thế giới cực lạc chính là pháp giới nhất chân cho nên phật dạy người đời sống là tràn đầy trí huệ chân thật quyết định không có mê tín Con người nếu không có trí huệ, đời sống sẽ vô cùng vất giả. Vô cùng đáng thương. Ngày nay thế giới này tại vì sao lại tràn ngập hung tai, tràn ngập nguy cơ như vậy? Vì giáo dục của thánh hiền đã mất hết rồi không có người đề xướng cũng không có người chịu học ngày nay chúng ta chung sống với nhau những đồng tu ít ỏi này chúng ta rất là may mắn ở cái thời đại này chúng ta còn có thể nghe được lời dạy của thánh hiền còn có thể đọc sách thánh hiền đúng như lời mà cư sĩ bành tế thanh nói là một ngày hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp đến nay chúng ta gặp được rồi gặp được duyên đầy đủ rồi bạn có thể thành tựu hay không Xem thiện căn phước đức của bạn Thế nào gọi là thiện căn vậy Sau khi bạn tiếp xúc rồi Thì sanh tâm quan hỷ Bạn có thể tin Có thể hiểu Đây là thiện căn của bạn Phước đức là bạn có thể thực hiện Bạn đem sự tin và hiểu của bạn Thực hiện vào trong đời sống Thực hiện vào trong công việc Thực hiện vào trong đối nhân xử thế tiếp vật Bạn có thể giống như chư Phật Bồ Tát Giống cổ thánh tiên hiền Nhân từ chỉ dân yêu thương dạng vật Đây là bạn có phước đức Thiện căn phước đức nhân duyên Ba cái điều đầy đủ rồi thì bạn đời này sẽ có thành tựu rất lớn Thành tựu rất lớn là gì? Dính diễn thoát khỏi luân hồi Đi làm Phật, làm Bồ Tát rồi Làm Phật, làm Bồ Tát Phật Bồ Tát không phải thần tiên Không nên hiểu sai phật bồ tát là ý gì người ấn độ gọi là phật người trung quốc gọi là thánh nhân người ấn độ gọi là bồ tát người trung quốc gọi là hiền nhân phật bồ tát là người sáng tỏ triệt để đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh con người phải là một người sáng tỏ không nên là một người hồ đồ người sáng tỏ gọi là thánh nhân người hồ đồ gọi là phàm phu cái này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng sự khác nhau giữa phàm và thánh chúng tôi cũng đã nói rất nhiều rất nhiều chúng ta phải học tập như thế nào những tài liệu giảng dạy này là tư liệu vô cùng tốt không cần nói cả quyển sách học một câu vài câu cả một đời cũng thọ dụng không hết hiện nay thế gian tai nạn nhiều cái gì cũng đều biết cũng có rất nhiều người khuyến cáo nên tìm một nơi an toàn để di dân lời này nói có đúng hay không Nói không sai Nhưng mà bạn phải chú ý đến Trung hiếu nhân nghĩa Nếu như nói bất nghĩa Bất nghĩa sống dứt dưỡng Sống lây lắc qua ngày Vậy người đó sống ở thế gian còn có ý nghĩa gì nữa chứ? xã hội xưa thường nói kẻ sĩ nguyện chết vì tri kỷ sĩ là gì người có học người rõ lý việc nhân nghĩa thì có vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không từ Họ sống như vậy là có ý nghĩa Sống có giá trị Sao có thể tham sống sợ chết được chứ Đâu có loại đạo lý này Trong một đời của con người Gặp được một người tri kỷ là không dễ dàng vào thời xưa còn khó hiện nay càng khó hơn tôi đến singapore cư sĩ lý mộc nguyên với tôi chân thật là tri kỷ ở nơi đây xây dựng sự nghiệp hoàn toàn là lợi ích cho chúng sanh lợi ích cho xã hội vì phật pháp trụ dài lâu nếu như lời tiên đoán mà người nước ngoài đã nói singapore sẽ chìm xuống đáy biển nếu vậy tôi cũng sẽ theo cùng với singapore chìm xuống đáy biển tôi cũng sẽ không đi tìm một nơi an toàn để rồi sống dứt dưỡng qua ngày người đó sống có ý nghĩa gì chứ khi sống người ta chỉ vào mặt mà mắng bạn đây là nơi có nghĩa chúng ta còn muốn tìm đến một nơi khác để tị nạn vậy thì chúng ta học cái kinh này để làm gì đọc sách để làm gì chứ ngay cả một chút đạo lý như vậy cũng không hiểu Huống hồ ở trên kinh giáo Phật đã nói cho chúng ta rất rõ ràng Cảnh tùy tâm chuyển Chúng ta muốn chuyển biến cái cảnh giới này Đáp án đều là khẳng định được Bắt đầu chuyển từ đâu? Bắt đầu chuyển từ tâm địa Chuyển tâm phàm thành tâm Phật Chính là chuyển phàm thành thánh. Tâm chuyển rồi, thân liền chuyển ngay. Quả thật đúng là trong Phật pháp dạy người. Không già, không bệnh, không chết, lời này đều là thật. Như định không phải là giả. ai có thể làm đến được vậy phật và pháp thân đại sĩ làm được rồi chúng ta nếu như nâng cao đến cảnh giới của pháp thân đại sĩ thì cũng có thể làm được con người tại vì sao lại bị già bị bệnh bị chết vậy bạn có ý niệm bạn có vọng tưởng chỉ cần bạn có vọng tưởng Có phân biệt, có chấp trước Thì bạn chắc chắn sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết Cái này chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa Đọc quá nhiều rồi Bạn nếu như không có vọng tưởng Không có phân biệt, không có chấp trước Bạn sẽ không già, không bệnh, không chết Cho nên bệnh từ đâu mà có vậy Phật thường nói Tam đọc tham sân si Ở trong tâm có tham sân si bạn có cái tâm đó còn độc hơn bất cứ thứ gì đó là mầm độc trong tâm có mầm độc nghiêm trọng bên ngoài có ngũ dục luộc trần cám dỗ cảm nhiễm bạn làm sao mà không sanh bệnh được chứ nhà phật đem cái nguồn gốc của bệnh tật tìm ra rồi thánh nhân của chúng ta cũng rất tuyệt vời Sách y học Trung Quốc Quyển đứng đầu là Quang đế nội kinh Linh Khu Nội dung chủ yếu mà bên trong nó nói Không phải trị bệnh là nói trường sanh Căn cứ vào cách nói của cổ nhân Trung Quốc Tuổi thọ của con người chỉ ít phải sống 200 năm Con người là một bộ máy Cái bộ máy này bạn có thể bảo dưỡng tốt bạn có thể chăm sóc tốt Tuổi thọ của nó phải là 200 năm Không đến 200 năm mà bạn đã chết rồi Thì đó là do bạn không chăm sóc tốt Là giống như các bạn hiện nay dùng máy móc vậy Bạn không chăm sóc tốt Bạn làm đã bị hư hại mất rồi Cổ nhân chăm sóc thân tâm Cũng là chú trọng đến thanh tâm quả dục Rất gần với lý luận mà Phật Pháp nói Thanh tâm quá dục Phật Pháp là đem dục Hoàn toàn đoạn sạch Thanh tịnh đến cực điểm Quả dục là chưa có đoạn hết Có rất nhiều người nhìn thấy cái thân thể này của tôi vẫn còn tốt Tuổi tác lớn như vậy vẫn có thể đi lại thoang thoát Nguyên nhân là gì? Dục vọng của tôi ít hơn mọi người Là cái đạo lý như vậy Cho nên lão hóa chậm lại Tật bệnh thật sự là giảm thiểu tôi một ngày ăn một bữa rất bình thường, tinh thần rất rất tốt, rất nhiều người quan tâm đến tôi sợ tôi bị thiếu dinh dưỡng đem cho cái này đem biếu cái nọ tôi đều chê phiền phức, chăm sóc mình như thế nào vậy thanh tâm quá dục tốt nhất đem cái dục đó mỗi ngày giảm bớt Mỗi năm giảm bớt, giảm bớt đến hoàn toàn, không còn nữa. Đó mới là một người bình thường. Lão sư dạy tôi nhìn thấu buông xả. Chư Phật Như Lai buông xả tuyệt để rồi buông xả danh văn lợi dưỡng của mình buông xả mọi dục vọng của mình thậm chí là ngay cả cái thân này cũng buông xả ý niệm cũng đều buông xả khởi tâm động niệm nói thật ra không phải khởi tâm nếu như còn khởi tâm động niệm là bạn vẫn chưa buông xả chúng ta mấy ngày nay thấy ở trên kinh nói rất hay phật bồ tát là ứng chúng sanh có cảm phật bồ tát có ứng ứng hóa huyết không phải phật bồ tát khởi tâm động niệm phật bồ tát khởi tâm động niệm là phan duyên rồi không phải tùy duyên ứng hóa là tùy duyên chúng ta phải tùy duyên bạn mới tự tại Phan duyên là không tự tại rồi Phan duyên là trong tâm muốn làm như thế nào đó là sai rồi Cho nên chúng ta phải học Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Ca Mâu Ni Phật Đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta Thông thường người bình thường hai chữ học Phật Để ở ngoài cửa miệng mà trên thực tế không biết ý nghĩa đích thực của học Phật Cũng không biết cách học Phật như thế nào Chúng ta thử nghĩ lời giáo huấn mà Phật cho chúng ta Đích thực là chân lý Đích thực là trí thiện Nhà Nho nói Chỉ ư trí thiện Hôm nay đã giảng cho các vị một chút nguyên tắc như vậy. Làm sao để đem mẫn nhân chi hung, lạc nhân chi thiện, cứu nhân chi nguy thực hiện vào trong sự tướng? Chúng ta còn phải nghiên cứu thảo luận thật kỹ. Làm sao để đem những câu này thực hiện? Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch, vọng tay cư sĩ, địa chỉ email, vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. miệng đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật